Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Buổi sáng ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ trong bài anh chị em một cái vấn đề rất là thiết yếu và quan trọng trong sự nhận biết về đức tin. Làm thế nào để chúng ta được nhận sự cứu rỗi và cơ đốc nhân chúng ta đã tin Chúa rồi thì liệu như có mất đi cái sự cứu rỗi hay không? Nha. Chúng ta xem lời Chúa trong sách Mác đoạn 1 câu số 15. Sách Mác đoạn 1 câu số 15. Mà rằng kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Chúa Giêsu và Giăng Báp-tít và các sứ đồ cùng chia sẻ một thông điệp cứu rỗi giống nhau. Đó là để nhận được sự cứu rỗi thì một người cần phải ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu Christ. Tin đạo tin lành ở đây không phải là gia nhập vào đạo tin lành là một người được cứu rỗi. Chúng ta đừng hiểu sai cái điều mà Kinh Thánh nói. Đó. Không phải là một người gia nhập đạo tin lành, sau đó thì học giáo lý này, làm lễ bắp têm, tham gia vào các hoạt động thờ phượng như thế là mình đã an tâm, mình được sự cứu rỗi. Ở đây đấy, không phải là gia nhập đạo, mà là tin theo đạo. Đạo là gì? Đạo chính là con đường. Tin lành, hay dùng cái từ khác là phúc âm, đó là tin tốt lành. Thế nào là tin tốt lành? Tin tốt lành là tin mà Đức Chúa Giêsu đến để chết thay cho tội lỗi con người. Chúng ta biết rằng trong lịch sử của con người ấy, từ cổ chí kim ấy, thì người ta luôn luôn tìm con đường giải thoát, tìm đường cứu rỗi cho cái linh hồn của mình. Chính vì vậy người ta mới đi tu này, người ta mới làm rất là nhiều việc phước đức và có rất là nhiều những cái lý lẽ, những cái lý luận đưa ra làm thế nào để con người được siêu thoát, được giải phóng ra khỏi tội lỗi. Bởi vì chúng ta sinh ra trong tội lỗi và chúng ta sống ở trong tội lỗi. Cho nên là tất cả mọi người đều biết rằng con người của mình đều có tội. Chính vì vậy chúng ta mới tìm cái cách để mong được cái sự giải thoát. Nhưng mà quý vị hãy nhìn thấy rằng là một thực tế là không một ai có thể tự mình cứu được mình hết. Tất cả những cái giải pháp mà con người đưa ra, đó là cái giải pháp tự bản thân. Tức là anh phải tự vận động, anh phải tự tu, anh phải tự làm thế nào đó để anh được thay đổi, anh được hết đi tất cả những cái tội lỗi của anh thì anh mới được giải phóng. Thì đấy cũng chỉ là một cái hy vọng rất là mơ hồ thôi. Trong cái đó, một thực tế của con người của chúng ta đó là chúng ta có xu hướng làm điều thiện nhưng chúng ta cũng có xu hướng làm điều ác. Có phải không bà anh chị em? Mặc dù chúng ta không muốn làm điều ác nhưng chúng ta vẫn làm điều ác. Thực tế là như vậy. Đôi khi chúng ta xem báo chí, chúng ta thấy báo chí nói rằng người này giết người rồi hãm hiếp người này người kia. Chúng ta nghĩ là họ là người gian ác có tội. Chúng ta cũng ở trong một cái mức độ như vậy đấy ông bà anh chị em ạ. Có thể là chúng ta chưa hãm hiếp người ta nhưng mà mình nhìn thấy một cái người nào ăn mặc hở hang là lòng của mình sinh ra ham muốn. Mà Chúa Giêsu nói rằng nếu ngươi nhìn một người đàn bà mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội tà dâm rồi. Cái mức độ nó khác nhau thôi. Rồi mình nhìn đọc báo mình thấy người ta trên báo đăng nào là vụ là giao gà rồi giết rồi đủ các thứ lung tung, chúng ta nghe chúng ta hoảng quá và chúng ta nghĩ rằng là đấy mới là người tội lỗi. Nhưng mà thực ra mình cũng có một mức độ nào đó giống như cái tội của người ta. Thì Chúa Giêsu lời Chúa nói làm sao? Nếu ai ghét anh em mình thì đã là kẻ giết người rồi. Thậm chí mình chưa cầm dao đi giết người khác nhưng mình ghét người khác đã là giết người đấy. Lời Chúa nói như vậy. Nên là chúng ta phạm tội, chúng ta tất cả đều phạm tội nhưng ở những mức độ khác nhau. Cho nên nếu như để cho con người của chúng ta để có thể tự mà tìm cách để mà được siêu thoát, để giải phóng thì không bao giờ chúng ta có thể tu hết đời này đến đời khác, chúng ta cũng không bao giờ thoát ra khỏi cái kiếp tội của chúng ta. Hơn nữa chúng ta sẽ thấy một điều là ví dụ như năm nay tôi 42 tuổi, năm nay tôi mới bắt đầu tôi nhận thức được cái tội lỗi của mình và bây giờ mình quyết định để mà mình từ bỏ tội lỗi để đi theo con đường đúng đắn. Thế thì bắt đầu từ giờ trở đi tôi bắt đầu
thay đổi bản thân, tôi bắt đầu tu tâm tích đức. Nhưng vấn đề là 42 năm thì tôi đã sống ở trong tội lỗi, thì cái tội lỗi cũ của tôi làm thế nào để hết được đây? Thì đấy là một câu hỏi rất lớn mà không ai trả lời được. Cho nên là chúng ta biết rằng là tất cả các giải pháp con người đưa ra đều là con người đang cố gắng để tự với tới trời. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thế gian này ấy, thì Ngài nói rằng là mọi giải pháp đó đều vô ích hết. Ngài đã làm thay cho tất cả những gì con người không làm được. Con người không thể tự cứu mình ra được khỏi tội thì Chúa Giêsu đến để chết thay cho tội lỗi mình của cả nhân loại là trên thập tự giá. Đó. Con người mình không thể làm lành được thì Chúa Giêsu ban sức mạnh cho chúng ta để có thể làm lành và đắc thắng cái cám dỗ tội lỗi. Cho nên Chúa Giêsu khi Ngài giao giảng phúc âm ấy, thì Ngài nói rằng là nước của thiên đàng đã đến gần rồi. Nhưng mà những người nào sẽ nhận được nước thiên đàng? Không phải là những người đi nhà thờ nhận được, mà đấy là những người ăn năn và tin nhận Ngài thì nhận được nước thiên đàng. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh đến một từ mà Kinh Thánh nói, đó là từ ăn năn và từ tin. Hai cái hành động này đi cùng với nhau, bao giờ cũng đi cùng với nhau, không được phép tách rời nhau. Chúa Giêsu giao giảng một sứ điệp trọn vẹn và chúng ta cũng phải có trách nhiệm giao giảng một sứ điệp trọn vẹn. Quý vị đừng đi nói với người khác anh chỉ cần tin Chúa Giêsu là anh được lên thiên đàng. Đó mới chỉ là một nửa phần phúc âm thôi. Nếu như anh vẫn ăn gian nói dối, anh vẫn làm điều bậy bạ, anh vẫn đi lang chạ, thì anh có tin đạo, anh có sùng đạo đến mấy thì địa ngục vẫn thuộc về anh và thiên đàng không thuộc về anh. Vì Chúa Giêsu giao giảng hãy ăn năn và tin đạo tin lành mà. Như tôi nói lại đây đó, tin đạo tin lành đây không phải là gia nhập vào đạo tin lành, mà là tin vào phúc âm, tin vào Chúa Giêsu Christ, tin vào đấng đã chết thay cho tội lỗi của mình. Sách Giăng đoạn 3 câu số 15, câu số 16. Lời Chúa nói rằng: hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Con người của chúng ta có linh hồn, có thân thể. Một ngày nào đó cái linh hồn của chúng ta sẽ tan ra thành bụi đất, dù muốn hay không muốn. Và khi mà chúng ta qua đời thì tất cả những cái cảm xúc của chúng ta vẫn còn nguyên. Đó là ngày hôm nay chúng ta sống, nếu mà chúng ta đưa tay vào lửa chúng ta sẽ đau đớn, phải không ạ? Rồi ai nói cái gì đó mà không hay, không tốt đấy thì chúng ta cảm thấy buồn. Đấy là những cái cảm xúc. Khi mà ai cho mình cái một món quà nào đó thì mình cảm thấy vui. Rồi vui quá chúng ta cũng khóc, buồn quá chúng ta cũng khóc. Đấy là những cái cảm xúc của con người. Thì sau khi chúng ta qua đời thì tất cả những cái cảm xúc đấy vẫn còn nguyên. Chúng ta chỉ mất đi cái phần gì? Cái phần thể xác. Tất cả những cảm xúc đó còn nguyên. Chính vì vậy Chúa Giêsu mới phải đến thế gian để chết cho con người. Nếu như sau khi con người của chúng ta qua đời mà chúng ta tan biến đi, không còn cảm xúc đau đớn gì nữa, không còn cảm xúc vui sướng gì nữa, thì Chúa Giêsu không cần phải chết cho con người. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã phải đến thế gian này để chết cho con người. Điều đó chứng tỏ rằng con người có giá trị vô cùng, vì Ngài tạo nên chúng ta. Chúng ta không phải là một sản phẩm tự nhiên, ông bà anh chị em, mà chúng ta là sản phẩm do chính Thiên Chúa tạo ra. Ngài tạo ra chúng ta bởi cánh tay yêu thương, và Ngài hà hơi sự sống của Ngài vào trong chúng ta. Trong chúng ta đang có cái bản chất sự sống của Chúa. Cho nên khi con người rời xa Ngài thì Ngài đã phải đến thế gian để tìm và cứu con người, để đưa con người trở lại với cái mối quan hệ yêu thương với Ngài. Vì nếu như không có Ngài thì chắc chắn rằng nơi con người sẽ phải đi đến là địa ngục. Không có một nơi trung gian nào hết, không có một cái ngục luyện tội, cũng không có một cái nơi trung chuyển nào cho con người hết. Chỉ có một nơi là hoặc là thiên đàng, hay là địa ngục mà con người phải đi tới thôi. Chính vì vậy Chúa Giêsu mới đến thế gian để hy sinh và chết thay cho con người. Và Ngài giao báo cho chúng ta một cái lẽ đạo rất quan trọng, đó là một người muốn nhận được sự tha thứ tội lỗi thì người đó không có cách nào khác, đó là ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu Christ. Cái từ tin rất là quan trọng. Ăn năn là hành động và tin nhận đó là niềm tin bên trong. Cả hai cái điều này nó thống nhất với nhau, nó không tách rời nhau, nó là một.
Khi một người tin nhận Chúa Giêsu thì người đấy phải ăn năn, còn đâu khi người đấy không ăn năn thì chứng tỏ rằng dù có đi nhà thờ người đấy vẫn chưa tin nhận Chúa Giêsu thực sự. Bản thân niềm tin không dẫn đến sự cứu rỗi, nhưng mà niềm tin dựa trên cái sự ăn năn nó sẽ dẫn đến sự cứu rỗi. Sách Răng thứ nhất đoạn 5 câu số 13, lời Chúa nói rằng: Ta đã viết những điều này cho các con hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh của con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Răng nói gì cho độc giả của ông? Ông nói rằng là sự sống đời đời dành cho ai? Cho những người tin đến danh của con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy bất cứ một ai ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu thì sự sống đời đời ở trong người đó. Chúng ta nhớ rằng một điều đây là Kinh Thánh nhấn mạnh đến sự sống đời đời, sự cứu rỗi dành cho những người nào có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, ăn năn. Khi tôi nói từ đức tin là luôn luôn bao gồm sự ăn năn ở trong đó rồi. Ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta thấy rằng ngày hôm nay cũng như trong cái thời kỳ đầu tiên khi các sứ đồ giao giảng ấy, sẽ có những cái niềm tin lệch lạc. Họ giao giảng và lừa dối các tín đồ trong hội thánh. Ví dụ như là có một số người thì họ bóp méo Kinh Thánh và dạy rằng là anh phải giữ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy thì anh mới được sự cứu rỗi. Anh phải giữ lễ vượt qua thì anh mới được sự cứu rỗi. Tất cả những điều đấy là sự dối trá của ma quỷ gieo rắc vào trong hội thánh. Tất cả những kỳ lễ Chúa thiết lập vào trong Cựu Ước đều có ý nghĩa thuộc linh. Ngày Sa-bát có ý nghĩa thuộc linh của ngày Sa-bát, lễ vượt qua có ý nghĩa thuộc linh của lễ vượt qua, nhưng mà nó không phải là điều kiện để nhận được sự cứu rỗi. Cho nên khi chúng ta giữ lễ vượt qua hoặc là giữ ngày Sa-bát hay bất cứ một cái kỳ lễ nào, nó chỉ mang một cái ý nghĩa thuộc linh, chứ nó không quyết định được một người có được cứu rỗi hay không. Anh chị em, chúng ta ghi nhớ hộ tôi điều này. Vì lời của Chúa đã khẳng định chúng ta rằng đức tin dẫn đến sự cứu rỗi. Khi một người ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu thì cái đức tin dựa trên cái tấm lòng ăn năn, một cái đời sống thay đổi thực sự đấy sẽ dẫn đến sự cứu rỗi, chứ không phải việc chúng ta có thể giữ trọn được kinh luật của Chúa hoặc là lời răn dạy của Chúa. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là một trong những cái điều mà chúng ta ấn tượng nhất trong lời răn dạy của Chúa đó là 10 điều răn. Quý vị có thuộc 10 điều răn không? Trong số 10 điều răn đấy thì chúng ta có giữ được hết 10 điều răn của Chúa không? Tôi nghĩ rằng là trên đời này không ai giữ được trọn vẹn hết. Chúng ta đang cố gắng để giữ vì đấy là lời răn dạy của Chúa và Ngài muốn cho chúng ta vâng giữ cái lời răn dạy của Chúa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là chúng ta có thể giữ trọn vẹn. Và nếu chúng ta không thể giữ trọn vẹn ấy, thì điều đó liệu như chúng ta có mất đi cái sự cứu rỗi của Chúa hay không? Chúng ta nhớ một điều rằng là sự cứu rỗi của Chúa là đến bởi những người tin vào nơi Ngài, chứ không phải là người có thể làm trọn được tất cả lời răn dạy của Chúa. Và điều này không có nghĩa rằng là chúng ta không cần làm trọn lời răn dạy của Chúa. Đấy là hai cái khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau. Nên khi chúng ta ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu Christ thì cái đức tin đấy nó sẽ thể hiện ra bằng một cái đời sống được thay đổi. Bây giờ nói, ví dụ nói rằng một người hỏi là bây giờ một người đi theo Chúa, thậm chí là sinh ra trong gia đình có đạo nữa, thế nhưng mà nào là ăn cắp tiền của gia đình, nào đi ăn cắp tiền của hàng xóm này, của bạn bè này, mượn không trả cũng là một dạng ăn cắp. Rồi người đấy làm những việc bậy bạ thì họ thử hỏi rằng là người đấy có được lên thiên đàng hay không? Mà người đấy vẫn tin Chúa Giêsu, chủ nhật vẫn đến nhà thờ, vẫn thờ phượng Chúa, vẫn học Kinh Thánh, vẫn nghe giảng và vẫn thực hành các nghi lễ. Và đó là một trong những câu hỏi rất lớn và sẽ được trả lời trong cái bài giảng ngày hôm nay. Sách Galati đoạn 4 câu số 6. Chúng ta cùng xem lời Chúa. Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, khiến chúng ta kêu gọi Chúa là gì? Là A-ba, nghĩa là cha. Đức Thánh Linh chỉ ở trong ai?
Đức Thánh Linh chỉ ở trong những người có đức tin nơi Chúa Giêsu. Chỉ những người ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu thì có Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 10 câu số 28 đến câu số 30, ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Chúa Giêsu nói như vậy. Chúa ban cho chiên của Ngài điều gì? Sự sống đời đời. Chúng ta nhớ rằng sự sống đời đời không đến bởi sự tìm kiếm mà đến bởi sự ban cho. Chúng ta không phải tìm kiếm mà chúng ta có được. Không phải chúng ta nỗ lực mà chúng ta có được. Sự sống đời đời đương nhiên là sự sống về phần linh hồn, nó đến bởi sự ban cho. Bởi sự ban cho của Chúa, tức là Ngài đã chết để ban tặng cho những người tin nhận Ngài. Chứ không phải chúng ta nỗ lực mà chúng ta có được. Tất cả đều là bởi sự trả giá, sự hy sinh của Đức Chúa Giêsu Christ. Và Chúa nói rằng là không ai cướp chiên của Ngài ra khỏi tay của Ngài được. Khi một người ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta là chiên của Chúa. Và Ngài ban Thánh Linh của Ngài vào trong lòng của chúng ta, không ai có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Chúa được. Cha ta là đấng hơn hết đã ban cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha. Và chỗ khác lời Chúa nói rằng không có một điều gì, không có sự chết, không có thiên sứ hay ma quỷ nào có thể cướp chúng ta ra khỏi Chúa được. Nên khi một người đã tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta chắc chắn chúng ta được sự cứu rỗi. Chúng ta được cứu rỗi bởi ân điển từ nơi Chúa. Và chúng ta nhận ân điển từ nơi Chúa để sống trong cuộc đời này. Và hàng ngày Chúa đều ban cho chúng ta cái ân điển từ nơi Ngài. Cái từ ân điển là gì ông bà anh chị em? Ân điển là một cái món quà ban cho những người không xứng đáng. Mà đã là quà rồi thì không có phân biệt, có phải không ạ? Không phải vì mình xứng đáng mới được quà. Nếu mà mình xứng đáng thì gọi là tiền công rồi. Nếu như tôi có thể tự tôi tu, tự tôi có thể thay đổi, tự tôi có thể cứu rỗi bản thân ấy, thì không cần đến Chúa, không cần ân điển gì nữa. Bởi vì tự tôi có thể làm được rồi, thì cái đấy là công giá. Nhưng mà Kinh Thánh thì cho chúng ta biết rằng tất cả những cái nỗ lực của bản thân không thể đem lại sự thay đổi triệt để. Có thể thay đổi nhưng không đem lại sự thay đổi triệt để. Có thể thay đổi được đời sống phần nào đó nhưng không thay đổi được vị trí để chúng ta từ chỗ là công dân của địa ngục để trở thành công dân của thiên đàng. Chỉ có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ mới đem lại cái sự thay đổi ở địa vị đấy mà thôi. Và khi chúng ta ở trong Ngài, không một điều gì, không một thế lực nào có thể cướp chúng ta ra khỏi tay của Chúa hết. Sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu số 3, câu số 5 chúng ta cùng xem lời Chúa. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể mà khiến chúng ta được sinh lại. Chúng ta đấy có những cái cụm từ trong Kinh Thánh mà ở ngoài đời sẽ không bao giờ dùng. Nhưng mà nó lại mang một cái ý nghĩa rất lớn mà Chúa nói sinh lại. Sinh lại ở đây không phải là thay đổi đời sống đâu. Sinh lại là sự hiện diện của Đức Thánh Linh bước vào trong đời sống của người đó. Còn thay đổi đời sống nó là kết quả của sự sinh lại. Khi Chúa Giêsu nói với Nicodem là ngươi phải tái sinh thì ngươi mới được hưởng nước thiên đàng. Ông không hiểu, ông là thế người già như tôi chẳng nhẽ chui về lòng mẹ mà sinh lại. Sự sinh lại mà Chúa Giêsu nói đây không phải mang cái ý nghĩa thuộc thể mà mang ý nghĩa thuộc linh. Đó là khi Thánh Linh bước vào trong đời sống của một người thì người đó được ví như là được sinh lại. Chúng ta xem tiếp lời Chúa. Tôi xin đọc lại này. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 3 câu 5. Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta được sinh lại, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sự sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép Đức Chúa Trời giữ cho để được sự cứu rỗi gần hiện ra vào kỳ sau rốt. Điều này có nghĩa là gì? Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ thì Thánh Linh được ban cho lòng của chúng ta. Nhưng mà Thánh Linh ban cho để làm gì?
Thánh Linh ban cho chỉ để đảm bảo rằng chúng ta là con cái của Chúa, là công dân của nước thiên đàng. Nhưng mà một phần sau của câu Kinh Thánh này sẽ giúp cho chúng ta phải cẩn thận. Đó là gì? Để dành cho các từng trời anh em là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời để giữ sự cứu rỗi sẽ hiện đến khi nào? Sự cứu rỗi sẽ hiện đến trong kỳ sao rốt. Tức là khi nào? Sứ đồ, các sứ đồ thì nhắc nhở các môn đồ như này, phải bền lòng giữ đạo và trải qua nhiều khó khăn mới vào được nước thiên đàng. Điều này có nghĩa là như này: khi một người tin nhận Chúa Giêsu đó, thì cũng giống như là cái hình ảnh của một anh chàng và một cô nàng đính hôn với nhau. Theo cái quan niệm của người Do Thái, tại sao chúng ta nói Do Thái? Bởi vì Kinh Thánh được viết bởi người Do Thái. Trong bối cảnh văn hóa của người Do Thái, khi một anh chàng và một cô nàng đính hôn cùng với nhau thì họ không được phép ngủ với nhau, nhưng họ được coi như là vợ chồng. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu thì Thánh Linh của Ngài vào trong chúng ta, chúng ta cũng giống như người vợ và Chúa Giêsu cũng như người chồng. Hai người đấy không được ngủ với nhau, tức là chưa chính thức thành vợ chồng nhưng được coi là vợ chồng. Chúng ta chưa chính thức được lên thiên đàng nhưng chúng ta được coi là công dân của thiên đàng. Vì Thánh Linh đã được ban cho mỗi chúng ta. Này có nghĩa là gì? Hai người đính hôn với nhau có khả năng có thể không trở thành vợ chồng được. Khi một trong hai người đấy quyết định phá vỡ cái hôn ước đấy, cái đính ước đấy. Điều này cũng tương tự như vậy. Chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta khi tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta có Thánh Linh ở bên trong chúng ta. Điều đó vừa đảm bảo cho chúng ta được quyền để thừa hưởng thiên đàng vào ngày chúng ta chết hoặc ngày Chúa Giêsu trở lại, nhưng cũng không chắc chắn 100% rằng tất cả những người có Thánh Linh ngày hôm nay đều được hưởng thiên đàng. Nếu như chúng ta không từ chối Chúa, hay nói cách khác là nếu như anh chàng kia không từ chối cô nàng, hoặc cô nàng kia không từ chối anh chàng, hay là hủy cái đính hôn đấy, thì hai người chắc chắn sẽ thể thành vợ chồng. Nếu chúng ta không chối Chúa thì thiên đàng chắc chắn thuộc về chúng ta. Nhưng nếu chúng ta một lúc nào đó gặp thử thách, gặp khó khăn, hoặc là đời sống chúng ta sống trong tội lỗi, đấy là một hình thức của sự chối Chúa, thì nước thiên đàng sẽ không thuộc về chúng ta. Khi một người tin Chúa Giêsu thì tội lỗi của quá khứ, của hiện tại và tương lai đều được bao phủ bởi huyết của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta được mua chuộc cả về tội lỗi của quá khứ, của hiện tại và tương lai. Điều này nó có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là dù cho chúng ta có phạm tội thì chúng ta vẫn được sự cứu rỗi. Với điều kiện là chúng ta ăn năn. Sách Răng thứ nhất đoạn 1 câu số 9 là câu Kinh Thánh rất quen thuộc, tôi vẫn đọc vào ngày Chủ nhật hàng tuần ấy. Đó là nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác. Thế nếu như mà chúng ta không cần xưng tội và ăn năn mà vẫn được lên thiên đàng thì Kinh Thánh dạy chúng ta xưng tội làm cái gì anh chị em? Nếu một người phạm tội mà không cần ăn năn mà chúng ta vẫn được cứu, thế thì chúng ta Kinh Thánh đâu có dạy chúng ta xưng tội làm cái gì? Kinh Thánh đâu dạy chúng ta ăn năn làm cái gì? Điều này cho thấy rằng là một người tin Chúa Giêsu có thể mất đi sự cứu rỗi nếu như người đấy không ăn năn tội lỗi. Chúng ta xem lời Chúa. Sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu số 10. Chớ tự dối mình, phàm kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắp bóp đều không được hưởng Đức Chúa Trời.
Hỏi anh chị em là câu kinh thánh này sứ đồ Phao-lô nói cho người ngoại đạo hay là người trong đạo? Khi anh ở không có Chúa Giê-xu thì dù anh có sống tốt đến mấy anh vẫn bị hư mất. Vì tội lỗi của anh còn, huyết Chúa Giê-xu chưa rửa sạch tội lỗi của anh. Thì dù anh không có phạm những cái tội được liệt kê ở đây thì anh vẫn bị hư mất. Sứ đồ Phao-lô nói gì với hội thánh là những người đã có Chúa Giê-xu? Ông không nói cho người ngoại đạo mà ông nói cho những người ở trong hội thánh. Phàm những kẻ tà dâm. Cái khái niệm như nào tà dâm? Quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng là tà dâm. Từ tà dâm là một cái từ chung. Nó chỉ kẻ quan hệ tình dục trước hôn nhân, nó chỉ về quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Rồi nó chỉ về quan hệ tình dục bất bình thường. Kẻ thờ hình tượng. Làm sao trong hội thánh lại còn có kẻ thờ hình tượng? Làm sao tin Chúa Giê-xu lại còn có thờ hình tượng? Mà chúng ta lại rất là thắc mắc tại sao bây giờ mình theo Chúa bao năm là sao không có thờ hình tượng? Cái hình tượng nó không nhất thiết phải là một cái tượng hữu hình mình có thể sờ, mình có thể nhìn thấy, mà nó là tượng vô hình. Một trong cái loại tượng vô hình mà nhiều người thờ nhất đó là thờ cái tôi bản thân. Ai mà cứ nói động đến tôi cái là tôi không nghe nữa này, tôi cho biết là tôi là người thế nào các bạn. Đấy là một cái dạng, cái hình tượng mà tôi thấy là nhiều người thờ nhất, thờ chính mình ấy. Tôi là cao nên là không ai được động đến tôi này, vào không? Kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp. Kẻ đắm nam sắc ở đây tức là những người quan hệ tình dục đồng giới. Kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc góp đều chẳng hưởng được nữa đúng trời. Có phải những người này có đức tin nơi Chúa Giê-xu không? Ông Phao-lô nói là tin Chúa Giê-xu nhưng mà sống với tinh thần này, địa ngục vẫn thuộc về những người đó mà. Cho nên với những người mà tin, có một cái niềm tin rằng là dù cho mình có phạm tội đến mấy mình vẫn được lên thiên đàng, thì xin thưa anh chị em rằng đó là một sự dối trá rất là dã man mà Satan đang kiểm soát trên tâm trí của rất nhiều người. Cho nên tôi nói với anh em như này này, ngày hôm nay á, có mặt trong danh sách hội thánh nó không quan trọng đâu. Quan trọng nhất là có mặt ở trên danh sách ở trên thiên đàng. Điều đó là quan trọng nhất. Chúng ta sống ở trên đời này bao nhiêu năm, ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, có ngày mai chúng ta bye bye và vĩnh biệt mãi mãi. Quan trọng là tên của anh chị có mặt ở trên thiên đàng hay không. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau, nhưng mà rồi lúc mà chúng ta không nhìn thấy nhau về mặt vật lý thì chúng ta có gặp nhau ở trên thiên đàng hay không, điều đó mới quan trọng. Ê-phê-sô đoạn 4 câu số 30: chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh là của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng cho đến ngày cứu chuộc. Vậy chúng ta làm buồn Chúa bằng cách nào? Buồn Thánh Linh đấng được coi, được ví như là một cái dấu ấn, một cái ấn chứng ở trong lòng của chúng ta. Đó là khi chúng ta sống với tinh thần của Cô-rinh-tô đó, sống trong tinh thần của tội lỗi, là chúng ta làm buồn Đức Thánh Linh. Samuel thứ nhất đoạn 16 câu số 14: thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ, Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. Cả trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước đều nói đến việc Thánh Linh lìa bỏ một con người. Chúa Giê-xu thì nói rằng ta sẽ sai thần lẽ thật là Đức Thánh Linh để ở với các ngươi đời đời. Điều đó là sự thật không thể chối cãi. Khi một người ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu, Thánh Linh sẽ ở với chúng ta đời đời. Nhưng cũng có những trường hợp Thánh Linh lìa bỏ. Tôi sẽ chứng minh cho ông bà anh chị em, cả trong Cựu Ước lẫn Tân Ước nói đến việc Thánh Linh lìa bỏ. Mà Thánh Linh lìa bỏ thì là mất sự cứu rỗi thôi. Bởi vì Thánh Linh ấn chứng cho chúng ta đến ngày cứu chuộc mà. Còn đôi khi mà không có Thánh Linh thì làm thế nào để chúng ta được sự cứu chuộc? Kinh Thánh nói rằng là khi Thánh Linh lìa khỏi vua Sau-lơ thì sao?
một tà linh đến để làm hãm hại người. Thánh linh có thể đến trên một người và thánh linh có thể lìa bỏ một người. Vậy tội lỗi của vua Saul là gì? Tại sao David phạm tội mà thánh linh không lìa bỏ ông? David phạm tội ngoại tình, phạm tội giết người mà thánh linh không lìa bỏ ông. Trong khi đó vua Saul không phạm tội ngoại tình như là David. Nhưng mà thánh linh lại lìa bỏ Saul. Chúng ta đọc trong Kinh Thánh chúng ta đã thấy khi David phạm tội thì Chúa sai tiên tri Nathan đến để chỉ, để quả trách cho ông. Và ông hạ lòng xuống ngay trước mặt Chúa để kêu xin sự tha thứ. Trong Thi Thiên 51 ông viết rằng: xin Ngài chớ cất Thánh Linh Ngài ra khỏi con. Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh rẻ đâu. Chúng ta đọc Thi Thiên chúng ta sẽ thấy cả một loạt những cái bài viết ở đấy thể hiện cái tấm lòng ăn năn thống hối của vua David. Trong khi đó anh chị em đọc sách Samuel nhất rồi đọc sách các vua, không có một chỗ nào nói về sự ăn năn của vua Saul hết. Và thánh linh rời bỏ ông. Bây giờ chúng ta xem Tân Ước. Thánh linh có rời bỏ chúng ta hay không nhé? Khải Huyền đoạn 3 câu số 5. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống và sẽ nhân danh người trước mặt ta, nhận danh người trước mặt ta cùng trước mặt các thiên sứ ngài. Quý vị hãy nhìn đây nhé. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy và ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống. Điều này có nghĩa rằng, dịch ngược lại, người nào thua thì sẽ không được mặc áo trắng và sẽ bị xóa khỏi sách sự sống. Điều này có nghĩa rằng gì? Đấy là người đã tin Chúa Giêsu, đã có thánh linh và đã có tên trong sách sự sống, nhưng đến một thời điểm nào đó họ chối Chúa và tên của họ bị xóa khỏi sách sự sống. Cho nên ai nghe những cái giáo lý, những cái niềm tin rằng là anh được cứu thì không bao giờ anh mất sự cứu rỗi, đó là một sự dối trá trắng trợn mà Satan đang gieo rắc vào trong hội thánh của Chúa. Xóa khỏi sách sự sống là anh mất thánh linh thôi. Anh không có sự hiện diện của thánh linh ở bên trong anh. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận trong đời sống của mỗi chúng ta. Một số người thì rơi vào trong cái tình trạng, một cái thái cực như này. Cái thái cực là lúc nào cũng sợ mình mất sự cứu rỗi. Mình vẫn bước đi trung tín với Chúa. Đời sống mình, tất nhiên là tất cả chúng ta đều có những thiếu sót, không ai là hoàn thiện hết, phải không ạ? Chỉ có Chúa mới là đấng hoàn thiện 100%. Chúng ta đang nỗ lực để tiến tới sự hoàn thiện. Mà trong cái quá trình đó thì chúng ta sống nhờ ân điển của Chúa, mà chúng ta không phải lo sợ mình mất sự cứu rỗi. Nhưng những người coi thường ân điển của Chúa hãy cẩn thận. Vì tôi đã nói cho anh em rằng trong Cựu Ước đã từng nói thánh linh lìa khỏi Saul. Trong sách Khải Huyền nói về việc một người có thể bị xóa tên khỏi sách sự sống. Cho nên có những người ngày nay bước đi với Chúa nhưng ngày mai họ đi theo tà giáo. Tên họ đã từng có sổ trong sách sự sống nhưng họ sẽ bị xóa ra khỏi sách. Giờ vào giờ phút họ quyết định chọn lựa chối bỏ Chúa Giêsu.
và đi theo những niềm tin lệch lạc. Và anh chị em sẽ thấy rất bất ngờ nhé, ngày mà chúng ta ai mà được lên thiên đàng, chúng ta sẽ thấy cứ hỏi Chúa, hỏi thiên sứ, hỏi hết người này người kia, thế cái người ngồi bên cạnh tôi khi còn đi nhà thờ đâu ấy nhỉ? Đi tìm khắp thiên đàng mà không thấy. Cái người mà chủ nhật hàng tuần vẫn ngồi bên cạnh nhà tôi đấy, vẫn thường hay ngồi ăn với tôi, nói chuyện với tôi, xong thấy nhỉ? Chúa ơi, cái người đấy đâu rồi? Chúa bảo con đừng nhìn ngang, con nhìn xuống thì con sẽ thấy. Hãy cẩn trọng trong đời sống của chúng ta, ông bà anh chị em. Sách Khải Huyền đoạn 21, câu số 27. Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc, kẻ nói dối không được vào trong thành. Chỉ có những kẻ được biên tên vào trong sách sự sống của chiên con. Hebrew đoạn 6, câu 4 đến câu số 6. Vì chưng những kẻ được soi sáng một lần đã nếm sự ban cho từ trời dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa. Vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Quý vị biết tại sao Phi-e-rơ chối Chúa mà Phi-e-rơ được tha thứ, còn đâu Judas Iscariot chối Chúa mà lại vậy xuống địa ngục không? Hai người cùng là chối Chúa đấy. Quý vị sẽ thấy rằng những cái câu Kinh Thánh nói về Judas nghe nó đau xót lắm. Nghe rất đau xót. Chúa Giêsu nói gì về Judas? Thà nó không sinh ra thì hơn. Chúa Giêsu nhìn thấy cái, mặc dù lúc đấy Judas là chưa chết nhé, chưa chết. Chúa Giêsu đã nhìn thấy trước cái cảnh trạng mà Judas phải đau đớn nơi địa ngục như thế nào. Cho Ngài nói thà nó không sinh ra thì hơn. Còn Phi-e-rơ chối Chúa, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng khi nào mà ngươi ăn năn thì hãy nâng đỡ anh em. Khác nhau lắm. Judas cũng là môn đồ giống như Phi-e-rơ, Judas cũng nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ giống như Phi-e-rơ, cũng chữa lành cho người bị bệnh phong cùi và gọi người chết sống lại giống như Phi-e-rơ và các sứ đồ khác. Nhưng rất tiếc đó chỉ là quá khứ thôi. Đó chỉ là quá khứ. Vấp ngã không nhất thiết là mất sự cứu rỗi, nhưng vấp ngã cũng có thể mất đi sự cứu rỗi. Nếu như một người biết ăn năn và quay trở lại với Chúa, sự tha thứ của Ngài vẫn dành cho người đó. Chúng ta xem thêm Hebrew đoạn 10 câu 26 đến câu 29. Nếu chúng ta nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn tế lễ chuộc tội nữa. Nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy cả bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Cái câu chuyện của nó là như này. Có một cái nhóm người Do Thái tin nhận Chúa Giêsu. Thì bản thân người Do Thái là họ đã có gần 2.000 năm thực hành những cái nghi lễ dâng sinh tế bằng huyết của con vật từ thời của Môi-se được viết thành luật, và tính từ thời Adam thì đã có cái việc dâng huyết bằng sinh tế rồi, thì họ quen với việc đấy rồi. Nhưng mà họ không hiểu một điều rằng khi Chúa bảo họ là giết một con vật mỗi khi họ phạm tội ấy,
thì để nhắc cho họ nhớ rằng cái huyết của con vật đấy để làm hình bóng về đấng Messiah, tức là Chúa Giêsu sẽ đến trong tương lai, để huyết đấng đấy sẽ đổ ra, và các ngươi phải tin vào huyết của đấng đấy chứ không phải là huyết của con vật để đem lại sự tha thứ. Thì những người Do Thái đấy họ bắt đầu mới tin Chúa Giêsu khi được nghe giao giảng về sứ điệp. Sau khi nghe giao giảng về sứ điệp huyết Chúa Giêsu tha tội rồi đấy, họ tin nhận Ngài, thì bắt đầu có một số những cái người Do Thái sùng đạo là theo kinh cựu ước, họ mới đến họ truyền thụ rằng không được, không phải phải giữ theo kinh luật của Môi-se và phải dâng sinh tế. Rồi đức tin của những người này lung lay, họ lung lay thì dẫn đến kết quả gì? Họ bắt đầu chối bỏ huyết Chúa Giêsu và quay trở lại cái việc dâng sinh tế. Cho nên tác giả Hebrew nói rằng những người mà đã kinh nghiệm sự cứu rỗi, quyền phép của Đức Thánh Linh mà chối bỏ huyết của Chúa Giêsu thì không có một tế lễ nào cho họ nữa. Có nghĩa là dù họ ăn năn cũng không được sự tha thứ. Thế thì điều này có còn áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay hay không? Chúng ta đừng coi thường ân điển của Chúa và nghĩ rằng trong dòng huyết của Chúa Giêsu tội lỗi của quá khứ, hiện tại, tương lai mình đều đã được chuộc mua hết rồi, cho nên mình có muốn như thế nào cũng được. Mình có phạm bao nhiêu tội cũng được tha thứ. Hãy nhớ rằng ân điển của Chúa rất giàu có, rất dài rộng, nhưng ân điển đó sẽ có một thời điểm đóng lại. Tôi nghe lời làm chứng của ông tiên tri Sadhu Sunda, ông người Ấn Độ. Ông làm chứng một cái lời làm chứng rất quyền năng. Ông ấy được mời đến để cầu nguyện cho con của người quen nằm ở bệnh viện. Cậu này như bị sida hay AIDS gì đó, không biết, tôi không nhớ chính xác. Khi mà ông ấy đến, vì là mối quan hệ cho nên ông ấy tôn trọng ông ấy đến. Và khi ông đến thì gia đình muốn là cầu nguyện cho sự chữa lành. Ông nghe rất rõ Thánh Linh bảo với ông ấy không cầu nguyện cho được sự chữa lành mà cầu nguyện cho sự tha thứ thôi. Chúa mở mắt ông ấy nhìn thấy cái cảnh cậu thanh niên này sinh ra ở trong một gia đình có đạo, nhưng mà từ ngày còn bé 5 tuổi đã bị lạm dụng tình dục. Và lớn lên liên tục bị lạm dụng tình dục. Và đến một độ tuổi thì cậu thanh niên này sống bừa bãi quan hệ tình dục với rất nhiều người, mặc dù sinh ra trong gia đình có đạo. Và kết quả của nó đó là bệnh tật. Và khi đến để cầu nguyện cho sự chữa lành, Chúa nói với ông à, hãy cầu nguyện cho bạn cậu ấy được tha thứ mà không được chữa lành. Gia đình thì mong đợi con của mình được chữa lành, nhưng mà ý định của Chúa là cho nó chết. Vì cậu này đã từng ăn năn rất nhiều lần, nhưng mà lại tiếp tục sống ở trong tội lỗi. Và ông ấy định mở miệng ra để cầu nguyện chữa lành, thì Thánh Linh lại cảm động lòng, cảm động miệng của ông để nói ra sự tha thứ. Xong khi ông ấy ra về, ít bữa sau thì cậu thanh niên đó qua đời. Và Chúa nói với ông như này: ta cho nó chết tốt hơn để cho nó sống. Vì nếu như nó còn sống thì nó còn phạm tội và nó có thể hư mất linh hồn. Nhưng khi nó chết, lúc nó nằm ở trên giường bệnh thì nó ăn năn tội lỗi thì được sự tha thứ. Ân điển Ngài ban cho, nhưng cũng sẽ đến thời điểm ân điển ấy sẽ đóng lại. Thế bây giờ có những anh chị em hỏi, thế là
Phạm bao nhiêu tội thì ân điển của Chúa đóng lại. Phạm bao nhiêu tội thì sẽ giống như vua Saul, thánh linh lìa. Phạm bao nhiêu tội sẽ giống như là Judas Iscariot. Đấy không phải là câu trả lời của tôi. Chỉ có Chúa mới biết được là khi nào cánh cửa ân điển đóng lại trên một người. Nhưng có một điều chúng ta biết trong sự mô tả của Hebrew, những người khinh lờn Đức Thánh Linh. Thế nào là khinh lờn Đức Thánh Linh? Khinh lờn không phải nói bậy bạ rủa xả Đức Thánh Linh đâu. Khi chúng ta phạm tội, Thánh Linh sẽ nhắc nhở trong lòng của chúng ta này: con ơi đừng phạm tội. Mình sẽ nghe thấy tiếng nói bên trong: đừng phạm tội. Và khi mình lỡ phạm tội, Thánh Linh sẽ nhắc con ấy ăn năn. Rồi lần sau mình chuẩn bị phạm tội, Thánh Linh sẽ nhắc con ơi đừng phạm tội. Nhưng mà mình nghe thấy rồi, nhưng mà cứ giả vờ như là không nghe thấy gì. Cái tiếng nói đấy nó sẽ bé dần đi. Và rồi đến một lúc nào đó, Thánh Linh Chúa hoàn toàn im lặng. Người muốn làm gì đấy là việc của người, thì lúc đấy ân điển đóng lại trên chúng ta. Khi Thánh Linh không còn nhắc chúng ta nữa để mặc cho chúng ta sống trong tội lỗi của mình, thì lúc đấy cuộc đời của chúng ta cực kỳ là khốn khổ. Tôi đi miền Bắc, miền Trung, miền Nam, tôi nghe rất nhiều người: mục sư ơi, cầu nguyện cho chồng của tôi tin Chúa từ thời thanh niên, bây giờ đi ngoại tình, chủ nhật vẫn đi nhà thờ. Đến nhà thờ người ta có thể không đuổi anh ra khỏi ngoài nhà thờ, nhưng anh cứ đi đi, vì nó làm an ủi cho tâm hồn của anh. Nhưng cái sự an ủi đấy nó không đem anh lên thiên đàng đâu. Cứ sống, Kinh Thánh nói ai muốn sống trong tội lỗi cứ sống. Chúa không khuyến khích, nhưng Chúa bỏ mặc những người chọn lựa sống trong tội lỗi. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, tội lỗi chúng ta được tha thứ, linh hồn chúng ta được cứu rỗi, chúng ta chắc chắn được sự cứu rỗi đấy, không gì có thể mất đi, lấy đi cái sự cứu rỗi của chúng ta nếu chúng ta liên tục ở trong Ngài. Nhưng chúng ta ghi mài trong tội lỗi thì dầu có tin Chúa cũng là vô ích. Anh chị em ạ, nếu chúng ta ghi mài trong tội lỗi thì dầu tin Chúa cũng là vô ích. Mỗi một ngày chúng ta cần nhờ cái ân điển của Chúa. Sáng thức dậy là đã cầu nguyện rồi, lạy Chúa. Hôm nay mặt trời đã mọc lên này. Vì nếu như mặt trời không mọc thì cái trái đất này không tồn tại được. Nếu như không có Chúa thì con không thể nào mà sống đắc thắng được. Con biết điều đấy. Con cần cái năng lực từ lời Ngài. Buổi tối trước khi đi ngủ là phải hạ lòng xuống để suy nghĩ lại từ sáng đến giờ. Con có nói cái điều gì, con có làm cái điều gì, con có nghĩ cái điều gì mà nó ngược lại với lời Chúa mà làm cho Thánh Linh buồn lòng hay không? Anh chị em ạ, làm bao nhiêu việc cho Chúa không quan trọng bằng sống đẹp lòng Chúa đâu. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình phục vụ Chúa, làm việc này, việc kia là mình đã ổn. Làm công việc Chúa không quan trọng bằng đẹp lòng, làm đẹp lòng Chúa đâu. Mà sống đẹp lòng Chúa nhất đó là một cái đời sống hài lòng Đức Thánh Linh, một đời sống thanh sạch, một đời sống thanh sạch trước mặt Chúa. Chúng ta cùng đứng dậy để cầu nguyện. Mỗi người chúng ta dành thời gian cầu nguyện.